hồi xưa mình cũng đi rồi, đi cũng mấy lần rồi. Mình đi ra cái đường đường tránh đấy. Về đâu ta? Mấy đường sao nó làm lại kia vậy? Đường này nó đang làm lại rồi. Thôi chắc có lẽ mình quay xe các bạn. Quay lại đường cũ đi cho nó lạnh. Chuối nè, cái này cái chuối nè, ngon mà. Bây giờ như là giống như mình đi ngược lại cái đường đó các bạn. Nói chung đi ngược lại nó có những cảnh cũng rất là thú vị, mà góc quay kia nhiều khi các bạn không có thấy được. À, phía trước là bọn màu giấy này rất là đẹp luôn. Màu giấy này có màu màu tím với màu trắng. Cái gì mà tráng đẹp ta? Wow. Khu này nó có nhiều cây đẹp kia. Nói chung là cái đoạn này là giống như là đi dạt theo cái đường mang núi các bạn, mà phía dưới chân núi á chứ không có đi lên được, rồi đi ngon thôi, lên là vợ mình đã cấm rồi. Nói chung là cũng nguy hiểm và nhiều lý do khác nhau đó. Đường này, đường lên nè, đó đường bê tông này, mình chưa đi lên đó được. Ra quả này là gặp nắng rồi. Khu vực này là hồi xưa là cũng có nhiều bạn của mình ở đây á. Bây giờ họ đi làm ăn xa rồi, nói chung là cũng ít ít người ở lại quê mà sinh sống lắm.
Ok, thì giờ nó cũng ra hết rồi. Giờ đi mình đi đổ xăng rồi, rồi đi về. Trong cây này nó còn nắng quá. Ok, thì bây giờ đang là ra cái khu trung tâm hành chính rồi. Đó, họ thấy đẹp kia đó, phía kia là cái núi này, cái núi hồi nãy mình đi đó. Cái đài đâu? Ồ, mình thấy còn xăng cũng nhiều quá, thôi đi dạo dạo đi về đi, mới sao đổ xăng sao. Giờ coi như đi dạo tí thôi. Chứ mà đường cái khu của mình, cái đường dân thì nó không có rộng đâu mà. Địa phận của ít lắm, nó cũng quằn quằn mấy đường thôi. Nhiều khi quay video của bạn cũng bị bí ý tưởng lắm, tại vì quay hết rồi không biết quay cái gì á. Đó, tới này là giống như cái khu đường chính, đường gọi là đường quốc lộ, đường nối dài Bắc Nam của đất nước Việt Nam các bạn. Giờ mình sẽ đi dạo dạo và vòng về